Thiền lộ lịch trình phần 3. Vào phòng bác thông thái, cơ đốc nhân thấy có một bức tranh vẽ một người đang đứng, sắc mặt rất trang trọng, dường như đang biện hộ cho loài người. Mắt người nhìn lên trời, trong tay người có một quyển sách tốt nhất thế giới. Trên đầu người có một mão miệng bằng vàng, và đằng sau người là thế gian. Sau đó, bác thông thái dẫn cơ đốc nhân vào một phòng rộng đầy bụi bặm vì chưa bao giờ được ai quét dọn. Sau khi hai người quan sát kỹ lưỡng căn phòng, bác thông thái gọi một anh lau công vào quét phòng. Khi anh ta cầm chổi quét, những hạt bụi tung lên như những đám mây mù khiến cơ đốc nhân hầu như ngộp thở. Bác thông thái liền bảo người tớ gái nhỏ đứng bên cạnh, mang nước rảy ướt phòng đi con. Với ảnh hưởng của nước, căn phòng được quét sạch sẽ và nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa gì? Cơ đốc nhân thắc mắc. Căn phòng này là tấm lòng con người. Bụi bặm là tội lỗi chất đầy trong con người. Người quét đầu tiên là luật pháp. Người mang nước rảy ướt khắp phòng là tin lành. Luật pháp chẳng những không rửa sạch tội khỏi lòng người, mà trái lại còn khiến tội lỗi khơi dậy và gia tăng trong tâm hồn họ. Nhưng khi ảnh hưởng quý giá của tin lành đi vào, tội lỗi liền bị cất bỏ và tâm hồn người thánh sạch, xứng đáng cho vua Vinh Hiển ngự vào. Trong giấc mơ, tôi thấy bác thông thái cầm tay cơ đốc nhân và đưa anh vào một căn phòng nhỏ có hai đứa trẻ đang ngồi. Tên hai đứa trẻ là Nhân Dục và Nhẫn Nhục. Nhân Dục tỏ vẻ khó chịu câu có, nhưng Nhẫn Nhục lại ngồi rất yên lặng. Cơ đốc nhân thắc mắc, tại sao Nhân Dục lại tỏ vẻ khó chịu như vậy? Bác thông thái liền trả lời, cha mẹ nó bảo nó đợi đến sang năm sẽ cho nó những vật quý giá nhất trên đời. Nó lại muốn được có ngay bây giờ, bởi vậy nên nó câu có khó chịu. Nhưng Nhẫn Nhục lại bằng lòng chờ đợi. Ngay sau đó, có người mang đến cho Nhân Dục một túi đựng châu báu và đổ xuống chân nó. Nó lật đật lượm lấy cách vui mừng, chiến thắng, chê cười Nhẫn Nhục. Nhưng chỉ trong chốc lát, những châu báu biến đâu hết trong tay nó, chỉ còn mấy miếng vẽ rách. Nhân Dục là hình bóng về con người trần tục, còn Nhẫn Nhục là người của thế giới tương lai. Cũng y như Nhân Dục đòi châu báu ngay bây giờ, con người ở thế gian cũng đòi tận hưởng những lạc thú ngay hôm nay. Họ không muốn phải chờ đợi sự sống sau cõi chết, và châu báu của Nhân Dục phút chốc đã tiêu tan thì những người tìm kiếm hạnh phúc trần gian cũng chịu số phận y như vậy. Sau đó, bác thông thái dẫn cơ đốc nhân đến một nơi có một đám lửa đang hãm cháy bờ tường. Có một người đứng bên cạnh luôn luôn tưới nước vào, nhưng ngọn lửa lại càng ngày càng mạnh, cháy sáng và nóng hơn. Điều này có ý nghĩa gì? Cơ đốc nhân hỏi. Ngọn lửa là công việc của ân điển trong lòng con người. Kẻ đổ nước mong dập tắt nó chính là ma quỷ. Nhưng như anh thấy đó, ngọn lửa càng lúc càng sáng và nóng hơn. Tôi sẽ chỉ cho anh biết lý do tại sao. Rồi bác thông thái dẫn cơ đốc nhân ra phía sau bờ tường. Tại đây, anh thấy có một người tay cầm một bình dầu đầy, người ấy luôn đổ dầu vào trong lửa. Điều này có ý nghĩa chi vậy bác? Cơ đốc nhân lại hỏi. Đây là Chúa Giê-xu. Ngài dùng dầu và ân điển Ngài để duy trì công việc đã bắt đầu trong tâm hồn dân Ngài. Dân sự Ngài là những con cái của ân điển, và dù quyền lực của ma quỷ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dập tắt được công việc của ân điển khơi dậy trong lòng họ. Như anh thấy ở đây, người này đứng sau bức tường để dạy rằng ai muốn thử xem ân điển trong lòng họ thật rất khó khăn. Kế đó, bác thông thái đưa cơ đốc nhân đến một cổng đền nguy nga đẹp đẽ. Có bốn luật sĩ võ trang gươm giáo đang đứng gác phía trước. Bên cạnh cổng đền có một người ngồi sau bàn giấy. Trên bàn có một quyển sổ dùng để ghi tên những người vào trong đền. Ngay trước cổng có một đám đông dường như muốn vào đền nhưng còn e sợ bốn luật sĩ. Trên những tường thành nối liền với cổng đền có rất nhiều người mặc áo trắng đang đứng nhìn xuống. Tuy nhiên, trong đám đông ấy, chẳng có ai đủ can đảm để liều thân chiến đấu. Cuối cùng, cơ đốc nhân thấy có một người rất can đảm tiến lên, đến cùng người giữ sổ và bảo, hãy ghi tên tôi vào sổ. Nói xong, người đội nón sắt, mang gươm vào và hùng dũng xông vào đánh bốn luật sĩ cầm binh khí. Bốn người ngăn lại, vây người ấy vào giữa và đánh ra những đòn chí tử. Thế nhưng người ấy không chịu kém, cứ tả xung hữu đột. Sau một thời gian quần thảo khá lâu, đôi bên đều mang thương tích. Người ấy phá được vòng vây, đi vào cổng đền, hiên ngang trong chiến thắng. Ngay lúc ấy, cơ đốc nhân nghe tiếng hát vang rền với giọng ca vui mừng sung sướng.
Hỡi chiến sĩ, hãy quật cường, đánh tan ma quỷ, ngăn đường thiên cung. Còn lòng can đảm tận trung, vào đây vinh hiển vô cùng anh ơi. Thế rồi sau khi vào trong đền, người ấy cũng được mặc áo trắng sáng láng. Cơ đốc nhân mỉm cười. À, tôi thiết tưởng có thể hiểu được ý nghĩa của việc này. Thôi, chào bác, tôi đi. Khoan đã, chi vội thế? Bác thông thái nhắc lời cơ đốc nhân. Tôi còn phải chỉ cho anh đôi điều, sau đó anh hãy đi cũng không muộn. Và bác thông thái nắm tay cơ đốc nhân đưa anh vào một căn phòng tối om. Tại đó, có một người đang ngồi trong củi sắt, dáng điệu sầu khổ. Người ngồi đấy, mắt nhìn xuống đất, tay khoanh lại, thở dài não nuột, dường như tâm hồn đang nát tan. Điều này có ý nghĩa gì? Cơ đốc nhân hỏi ngay. Anh có thể hỏi người ấy. Cơ đốc nhân bước lại gần củi sắt và hỏi. Anh ơi, tại sao anh lại ở đây? Trước kia, tôi là một tín đồ xuất sắc và thành công. Tôi tưởng là mình đang trên đường đến thiên thành và sung sướng với ý nghĩ mình sẽ đến đó. Nhưng bây giờ ra sao? Bây giờ tôi là một kẻ đáng khinh, bởi vì tôi đã không còn bền lòng thức canh và tiết độ. Tôi đã buông mình theo tư dục, xác thịt. Tôi phản nghịch lại ánh sáng của phúc âm cùng sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Tôi đã để ma quỷ lợi dụng. Tôi làm buồn lòng Thánh Linh, và Ngài đã lìa khỏi tôi. Lòng tôi bị chai đá đến nỗi không thể ăn năn được. Nhưng bây giờ anh không còn dịp tiện nào trở lại cùng Chúa sao? Đức Chúa Trời đã khước từ kẻ phạm tội cùng Đức Thánh Linh. Ngài đã nhốt tôi vào củi sắt này. Ôi, đời đời kiếp kiếp, làm sao tôi có thể chịu nổi? Bác Thông Thái quay sang cơ đốc nhân. Hãy nhớ kỹ sự khốn khó của người này. Xem đó như một bài học để cảnh tỉnh anh. Điều này thật đáng sợ. Cầu Chúa giúp tôi biết tiết độ. À, thưa bác, xin phép bác cho tôi tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng bác Thông Thái vỗ vai cơ đốc nhân. Hãy đợi tôi chỉ cho anh xem một việc nữa thôi, rồi anh sẽ tiếp tục đi. Bác Thông Thái đưa cơ đốc nhân vào một phòng ngủ. Nơi đây có một người đàn ông vừa mới thức dậy bước ra khỏi giường. Người ấy vừa khoác áo choàng, vừa run rẩy, dáng điệu rất sợ hãi. Tại sao người này lại run dữ vậy? Cơ đốc nhân quay sang bác Thông Thái thắc mắc. Bác Thông Thái bảo người đàn ông thuật cho cơ đốc nhân biết duyên cớ tại sao. Người bắt đầu. Tôi vừa nằm chiêm bao. Tối hôm qua, trong giấc ngủ, tôi nằm mơ thấy bầu trời mây kéo đen kịt, sấm chớp vang rền khắp đó đây. Tôi nhìn lên, thấy có một đấng ngồi trên đám mây, xung quanh có hàng ngàn thiên sứ đứng chầu. Tôi nghe có tiếng phán: hỡi những kẻ chết, hãy trỗi dậy và đến ngay trước tòa án phán xét. Sau tiếng phán ấy, những người chết bước ra khỏi phần mộ, đầy sự vui mừng sung sướng, trong khi những người còn lại khóc lóc thở than. Đấng ngự trên đám mây phán cùng các thiên sứ: hãy bỏ cỏ khô và rơm rạ vào trong hồ lửa. Matthew đoạn 3 câu 12, đoạn 13 câu 40, Khải Huyền đoạn 20 câu 12, câu 15. Có một vực sâu không đáy mở ra ngay chỗ tôi đang đứng. Khói và lửa từ dưới vực bay lên cuồn cuộn. Tôi tưởng ngày phán xét đã đến, trong khi tôi chưa sửa soạn tấm lòng sẵn sàng để gặp Chúa, nên tôi sợ quá toát run. Sau khi quan sát tường tận những bài học thuộc linh quý báu, cơ đốc nhân từ giã bác Thông Thái. Bác Thông Thái chúc anh đi bình an. Đấng yên ủi sẽ luôn luôn đi với anh để hướng dẫn anh vào đường chính đáng dẫn đến thiên thành. Cơ đốc nhân lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa hát. Trong giấc mơ, tôi thấy bức tường chạy dọc hai bên con đường cơ đốc nhân đang đi có ghi ba chữ lớn: sự cứu rỗi. Anh cố chạy lên nhưng rất vất vả vì gánh nặng sau lưng. Cơ đốc nhân chạy lên một ngọn đồi cao. Ngay đỉnh đồi có một cây thập tự bằng gỗ dựng đứng, và bên dưới đó là một ngôi mộ trống. Ngay khi cơ đốc nhân đến bên thập tự giá, gánh nặng liền rơi khỏi vai anh, lăn vào cửa mộ và biến mất. Cơ đốc nhân cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái tâm hồn, tràn đầy vui sướng. Ngài đã ban cho tôi sự yên nghỉ bởi sự thảm sầu Ngài mang, và nhờ sự chết Ngài, tôi được sống. Quá ngạc nhiên vì gánh nặng đã rơi khỏi vai chỉ vì anh đã ngửa trong nơi thập tự giá, cơ đốc nhân đứng nhìn lại vào cây thập tự, bất giác đôi hàng lệ lăn dài xuống má anh.
đang khi cơ đốc nhân còn đang ngước nhìn thập tự giá qua màn lệ. Có ba đấng sáng láng đến chào cơ đốc nhân: "Mừng anh được bình an." Đấng thứ nhất nói với cơ đốc nhân: "Tội lỗi anh đã được tha." Đấng thứ hai cởi bộ áo rách rưới của anh và mặc cho anh một chiếc áo trắng. Đấng thứ ba đóng một dấu trên trán cơ đốc nhân và trao cho anh một cuộn giấy có đóng ấn, đó là thánh kinh, bảo anh đọc trong khi chạy và phải trao lại khi đến cổng thiên thành.